Hà Ngân kính chào quý vị khán giả của Hành Trình Tương Lai. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Tuần qua đã có những sự kiện gì đáng chú ý xảy ra, quý vị hãy cùng Hà Ngân cập nhật nhé. Ngay sau đây là những tin tức trong nước. Trước tiên là điểm tin chính. Tin Việt Nam. Việt Nam chia buồn với Nga, lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Ca nhiễm cúm AH5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa tử vong. Hy hữu, chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa 170 tỷ đồng. 6 thiếu niên cướp bằng dao phóng lợn ở Hà Nội bị khởi tố. Mưa đá kèm dông lốc tàn phá trường học và nhà dân ở Sơn La. Thủ tướng làm việc với hơn 60 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Hà Nội tuyết còi trường học thu tiền giữ chỗ đầu năm năm học 2024-2025. Vụ rơi cánh quạt điện gió ở Hòa Bình, một người dân đòi bồi thường hơn 160 tỷ đồng. Thêm 21 học sinh tiểu học ngộ độc khí từ bóng nổ Trung Quốc. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố sẽ phá lời nguyền 20 năm tại Mỹ Đình. Tin thế giới. Philippines tố hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp vận. Phó Tổng thống đắc cử Đài Loan thăm phương Tây, Bắc Kinh phản đối. Điều 23 có hiệu lực, khảo sát cho thấy 70% cư dân Hồng Kông dự định di dân. Điện Kremlin lần đầu tiên tuyên bố Nga trong tình trạng chiến tranh ở Ukraine. Nga tập kích dữ dội trên khắp Ukraine, 48 giờ kinh hoàng chưa từng có. Dự thảo của Mỹ về Gaza bị phủ quyết ở Hội đồng Bảo an. Mỹ tấn công cơ sở vũ khí ngầm ở Yemen, thủ lĩnh Houthi ra cảnh báo. Cả thế giới chia buồn với Nga sau vụ tấn công khủng bố thảm khốc. Khủng hoảng ở Haiti, bạo lực và nạn đói lên đến mức chưa từng có. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công khủng bố vào ngày 22 tháng 3 ở Moscow. Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công này và xin gửi đến chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời hỏi thăm và chia buồn sâu sắc nhất. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và liên hệ ngay với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân cộng 79 166 82 1617 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân tại Việt Nam cộng 84 981 84 84 84 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ. Theo hãng tin Sputnik, vào tối ngày 22 tháng 3 theo giờ Nga, ít nhất 5 tay súng đã xả đạn vào mọi người ở trung tâm thương mại Krokus, vùng ngoại ô phía tây Moscow. Đến nay, cuộc tấn công khủng bố làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Vào sáng ngày hôm qua 23 tháng 3, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa xác nhận một bệnh nhân nam 21 tuổi ở ký túc xá Đại học Nha Trang, Khánh Hòa nhiễm virus cúm AH5 trên địa bàn đã tử vong vào sáng cùng ngày. Đây là ca đầu tiên tử vong do cúm AH5 tại Việt Nam trong năm nay. Hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân. Viện Pasteur Nha Trang tiến hành giải trình tự gen virus mẫu bệnh phẩm, kết quả dương tính với cúm AH5N1. Tuy nhiên, kết quả này chưa được xác nhận. Đang chờ Trung tâm Cúm Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định thêm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Khánh Hòa đang tiếp tục tìm nguồn lây song song với điều tra dịch tễ, khoanh vùng những người tiếp xúc bệnh nhân để tránh lây thành dịch và lan rộng trong cộng đồng. Bước đầu, 83 người tiếp xúc với bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe. Theo CDC Khánh Hòa, cúm AH5 là virus cúm lây từ gia cầm sang người thông qua việc hít thở hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết như nước bọt, chất nhầy hoặc phân từ những con vật bị nhiễm bệnh. Khi virus tấn công vào cơ thể người sẽ xâm nhập vào tế bào chủ, sau đó nhanh chóng tự nhân bản ra khắp cơ thể. Điều này khiến hệ miễn dịch của người bệnh yếu đi nhanh chóng, thậm chí dẫn đến tử vong. Các nguồn tin xác nhận cảnh sát tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ việc chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Chưa rõ thực hư việc bị lừa đảo mất hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản của chủ tịch huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là thế nào, nhưng người dân mong cơ quan chức năng làm rõ vì sao một chủ tịch huyện lại có khối tài sản khổng lồ đến vậy. Theo trình báo ban đầu, trong một tháng qua, nhóm lừa đảo đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Giang Hương, sinh năm 1973, hiện giữ chức phó bí thư huyện ủy Nhơn Trạch. Chủ tịch huyện Nhơn Trạch yêu cầu mở tài khoản. Sau đó, bà Hương đã huy động tiền từ người thân, bạn bè để nạp vào tài khoản này. Theo đó,
Bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt tài sản lấy đi số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Theo thông tin trên báo Dân Trí, số tiền nhóm lừa đảo công nghệ cao rút từ tài khoản bà Hương khoảng 170 tỷ đồng. Trước nghi ngờ của dư luận về số tiền lớn, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, trong thời gian tới, huyện sẽ lưu ý việc kê khai tài sản của Chủ tịch huyện Nhơn Trạch. Theo ghi nhận, hiện vụ việc đang tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Báo VN Express đưa tin, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 thiếu niên chuyên cầm dao phóng lợn đi cướp vào ban đêm, gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây. Theo cơ quan điều tra, trưởng nhóm cướp tuổi teen này là Phùng Cẩm Đào, 16 tuổi và Đặng Lưu Gia Vũ, 15 tuổi. Bộ đôi này kết nối với các thiếu niên cùng lứa tuổi đã bỏ học và không nhận được sự quan tâm từ gia đình. Hàng đêm, 6 thiếu niên cầm dao phóng lợn, chở nhau trên xe máy không biển số qua các tuyến đường, tìm những người đi một mình để cướp tài sản. Trong nửa đầu tháng 3, băng cướp nhí này gây ra 4 vụ trên đường phố Hà Nội. Rạng sáng 14 tháng 3, nhóm đến đường Lĩnh Nam chặn đường hai thanh niên, cướp xe máy. Hai ngày sau, Vũ, Đào và đồng phạm mang xe đi bán thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận còn cướp 3 vụ khác. Như rạng sáng ngày 15 tháng 3, 4 người trong nhóm chặn xe máy của nam thanh niên trên đường Lê Lợi, quận Hà Đông, dùng dao phóng lợn chọc vào người đe dọa buộc đưa tiền. Nạn nhân nói không có tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản nhưng băng cướp không lấy và bỏ đi. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm các bị hại của nhóm cướp trên. Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vừa xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc làm tốc mái gần 500 nhà dân, trường học cùng nhiều tài sản khác. Theo đó, gió lốc, mưa đá đã làm 496 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hại tại các xã Sốp Cộp, Mường Và, Nậm Lạnh, Búng Bánh, Mường Lèo, Mường Lạn và Dồm Cang, trong đó 90 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Gió lốc cũng làm 5 điểm trường bị hư hỏng. Trong đó, điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Lèo bị tốc mái hoàn toàn một nhà 2 tầng cùng nhiều cánh cửa, bảng hiệu bị gió cuốn, hư hỏng. May mắn là thời điểm xảy ra dông lốc, học sinh đang ở khu nhà bán trú nên không bị ảnh hưởng. Ngay sau khi dông lốc qua đi thì mưa đá đổ xuống xã Mường Lèo, hạt đá to bằng đầu đũa, rơi dày khiến khoảng 20 nhà dân ở 3 bản trung tâm bị hư hại. Trên tỉnh lộ 105 vào trung tâm xã, cây đổ hàng loạt khiến giao thông chia cắt. Thông tin ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người. Thiệt hại về nhà cửa và tài sản hiện đang được nhà chức trách thống kê. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cùng hơn 60 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ nhằm tiếp tục cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Tại buổi gặp, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế tốt trong 2 năm trở lại đây, đồng thời được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức BB+, triển vọng ổn định. Tại buổi làm việc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN Ted Osius và đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, điện tử, hàng không, ô tô điện, logistics, năng lượng, y tế, tài chính, thương mại điện tử, thực phẩm và du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế ưu đãi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn tại Việt Nam. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ra công văn về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025, trong đó yêu cầu các trường không được thu phí giữ chỗ. Quy định trên được ban hành trong bối cảnh thời gian qua, câu chuyện đặt cọc giữ chỗ khi đi đăng ký học cho con đã trở nên quen thuộc với phụ huynh thủ đô. Để có suất cho con đi học trường tư, có người phải bỏ ra vài triệu, thậm chí 10 đến 20 triệu đồng. Theo quy định của hầu hết các trường, phí giữ chỗ do phụ huynh nộp vào sẽ không được hoàn trả lại nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học tại trường. Còn nếu học sinh nhập học, trường sẽ khấu trừ vào các chi phí. Theo ghi nhận trong những năm qua, Hà Nội luôn trong tình trạng căng thẳng trong tuyển sinh đầu cấp, nhất là vào lớp 10. Vì hệ thống công lập chỉ đáp ứng nhu cầu học công lập cho trên 60% học sinh, do đó nhiều gia đình phải cho con học tư thục. Tuy nhiên, những năm gần đây, để có chỗ học tư thục, nhiều gia đình phải trắng đêm xếp hàng để đăng ký học cho con. Nhiều gia đình trước đó cũng phải nộp tiền giữ chỗ cho con ở những trường tư thục. Năm học 2024-2025, dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm nay, đồng nghĩa với việc các em học sinh này phải theo học trường tư hoặc trường nghề. Ngày 23 tháng 3, Báo Dân Việt dẫn lời ông Nguyễn Văn Kiên, ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình cho biết, ông đã có đơn yêu cầu công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu chủ đầu tư bồi thường sau sự cố rơi quạt điện gió gây thiệt hại 15 ao nuôi cá của mình. Ông Kiên cho rằng thiệt hại của mình là hơn 160 tỷ đồng.
Trong đó, tiền cá giống thiệt hại là hơn 7,4 tỷ đồng, thức ăn thiệt hại 8 tỷ đồng, số cá to thương phẩm thiệt hại khoảng 52 tỷ đồng và số cá nhỏ thương phẩm thiệt hại khoảng 95 tỷ đồng. Ông Kiên cho biết, thiệt hại lớn như vậy do ông nuôi cá thương phẩm bằng hình thức nuôi công nghiệp. Đồng thời, đề nghị công ty Hacom Bạc Liêu sớm bồi thường cho mình để an tâm trở lại hoạt động sản xuất. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 3, trụ tua bin gió VKT08 của nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 nằm tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình bị rơi vỏ động cơ và cánh quạt. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị chủ đầu tư nhà máy điện gió này đã tạm dừng vận hành các trụ điện gió để đảm bảo an toàn. Đến ngày 3 tháng 3, nhà máy đã chạy thử nghiệm lại 3 trụ. Ngày 4 tháng 3, nhà máy hoạt động lại bình thường. Thông tin từ Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa làm rõ nguyên nhân khiến 21 học sinh trường tiểu học Ngãi Xuyên A bị ngộ độc sau khi hít phải khí từ bóng thổi của Trung Quốc. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 3, 8 học sinh trường tiểu học Ngãi Xuyên A đến cửa hàng tạp hóa mua 11 quả bóng nổ, đem vào lớp. Nhóm học sinh đập mạnh làm cho quả bóng phình to để chơi. Tuy nhiên, bóng phát nổ. Khoảng 7 giờ cùng ngày, các giáo viên vào lớp phát hiện nhiều học sinh nôn ói, kêu nhức đầu nên đưa các em đi cấp cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trà Cú đã đến kiểm tra và xác định nguyên nhân ngộ độc là do khí độc bên trong quả bóng nổ. Cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 quả bóng nổ có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại không có phụ đề hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật. Quay trở lại với những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực thể thao. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Indonesia vào ngày 26 tháng 3 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình thuộc khuôn khổ trận lượt về bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở trận lượt về diễn ra hôm 21 tháng 3 trên sân vận động Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội chủ nhà Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Chausier cũng đã trở về Việt Nam vào tối ngày 22 tháng 3. Toàn đội trở lại sân tập bắt đầu từ chiều hôm qua 23 tháng 3 để nhanh chóng hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tái đấu với đội tuyển Indonesia. Trong khi đó, sau trận thắng đội tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi mới di chuyển đến Hà Nội vào ngày 23 tháng 3 bằng chuyên cơ riêng. Trước thềm trận đấu, lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia ở chảo lửa Mỹ Đình đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ. Cụ thể, thống kê chỉ ra rằng đội tuyển Indonesia đã không thắng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong gần 20 năm qua. Lần gần nhất mà đội bóng xứ Vạn Đảo giành thắng lợi là từ năm 2004. Khi ấy, đội tuyển Indonesia giành 3 điểm tuyệt đối ở sân Mỹ Đình nhờ trận thắng đậm 3-0 đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng Tiger Cup hay còn gọi là AFF Cup. Nói về thống kê này, huấn luyện viên Shin Tae-yong khẳng định, đã lâu đội tuyển Indonesia không thắng ở Hà Nội. Vì vậy, lần này tôi sẽ chứng minh rằng Indonesia có thể giành chiến thắng ở trận lượt về. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong nước. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Philippines tố hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp vận. Phó Tổng thống đắc cử Đài Loan thăm phương Tây, Bắc Kinh phản đối. Điều 23 có hiệu lực, khảo sát cho thấy 70% cư dân Hồng Kông dự định di dân. Điện Kremlin lần đầu tiên tuyên bố Nga trong tình trạng chiến tranh ở Ukraine. Nga tập kích dữ dội trên khắp Ukraine, 48 giờ kinh hoàng chưa từng có. Dự thảo của Mỹ về Gaza bị phủ quyết ở Hội đồng Bảo an. Mỹ tấn công cơ sở vũ khí ngầm ở Yemen, thủ lĩnh Houthi ra cảnh báo. Cả thế giới chia buồn với Nga sau vụ tấn công khủng bố thảm khốc. Khủng hoảng ở Haiti, bạo lực và nạn đói lên đến mức chưa từng có. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chính quyền Philippines vừa cáo buộc Trung Quốc tiếp tục có hành động phun vòi rồng vào tàu tiếp tế của Philippines ở bãi Cỏ Mây, khiến con tàu bị hư hại nặng nề. Theo quân đội của Philippines, vụ tấn công đã diễn ra vào sáng ngày hôm qua 23 tháng 3, khi tàu của Philippines trên đường tới bãi cạn Ayungin, hay còn được gọi là bãi Cỏ Mây, một khu vực mà cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Manila công bố hình ảnh cho thấy tàu của Trung Quốc có dòng chữ Hải cảnh Trung Quốc và di chuyển qua mũi của tàu tiếp tế Unay Jamay 4 của Philippines, sau đó phun vòi rồng liên tục vào con tàu này khiến nó bị hư hại nặng. Theo ghi nhận, vụ việc này xảy ra chỉ sau 2 ngày, một cuộc đối đầu khác gần bãi cạn Scarborough, một khu vực tranh chấp khác ở Biển Đông. Giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và các nhà khoa học Philippines,
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tàu của Philippines bị tấn công bằng vòi rồng từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc ở ngoài khơi bãi Cỏ Mây. Manila đang đề cao tình hình và tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế trong việc đối phó với các hành động này. Tờ The Epoch Times đưa tin, trong tuần này, Phó Tổng thống đắc cử của Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm vừa có chuyến thăm Mỹ và châu Âu với tư cách cá nhân, trong đó có chuyến thăm đến Cộng hòa Séc. Chính quyền Trung Quốc đã bày tỏ tức giận trước chuyến đi này. Theo ghi nhận, vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vučić đã chia sẻ một bức ảnh với bà Tiêu trên mạng xã hội. Đáp lại, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đã ngay lập tức tuyên bố rằng Cộng hòa Séc cần ứng phó với vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và đúng đắn, nhấn mạnh không gửi tín hiệu sai tới các thế lực ly khai chủ trương Đài Loan độc lập. Trong khi đó, ông Ngô Chiêu Nhiếp, Ngoại trưởng Đài Loan, trong cuộc họp báo cùng ngày đã công khai chỉ trích các hành động của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Nhiếp cũng chia sẻ rằng một số đối tác Mỹ đã nói rằng nếu Trung Quốc tức giận, chắc là chúng ta đang làm điều đúng đắn. Trong báo cáo gửi Viện Lập pháp, ông Ngô nêu rõ tình hình chính trị toàn cầu và tăng cường hợp tác với các đối tác dân chủ để duy trì ổn định trên eo biển Đài Loan. Các đối tác như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cũng đang tăng cường ủng hộ đối với Đài Loan trước áp lực từ Trung Quốc. Hãng Vision Times cho biết, Điều 23 của luật cơ bản Hồng Kông đã chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 3, tuy nhiên cùng với đó một làn sóng di cư đã xảy ra trong cộng đồng. Theo nguồn tin, ngay ngày đầu tiên điều luật này có hiệu lực, Hội chợ triển lãm bất động sản và di cư quốc tế lần thứ 5 đã mở cửa tại Hồng Kông với hơn 25.000 người đăng ký tham dự trước sự kiện. Đây là mức cao nhất kể từ đại dịch COVID-19. Trong đó, có gần 70% người dân Hồng Kông đã thảo luận về kế hoạch rời khỏi thành phố trong 2 năm tới. Nhiều gia đình Hồng Kông cũng đang lên kế hoạch để bán tài sản và di cư. Theo khảo sát, người dân cho biết họ không lạc quan về sự phát triển kinh tế của Hồng Kông trong tương lai, lo ngại về hệ thống giáo dục của cùng môi trường chính trị của Hồng Kông. Trước đó, vào tháng 7 năm 2020, khi luật an ninh quốc gia được áp dụng, Hồng Kông đã chứng kiến một làn sóng di cư lớn. Anh trở thành một điểm đến phổ biến cho người dân Hồng Kông, với hơn 166.000 người đã đến đây trong số hơn 184.700 người đăng ký. Trong vài năm qua, Anh đã trở thành quốc gia được người Hồng Kông lựa chọn hàng đầu khi di cư. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Bộ Nội vụ Anh thông báo đã nhận được khoảng 8.400 đơn xin thị thực trong quý 3 năm 2023, nâng tổng số người nộp đơn lũy kế lên 191.000. Điều này phản ánh làn sóng di cư của người Hồng Kông vẫn chưa chấm dứt và đặc biệt hiện xu hướng này đang ngày càng gia tăng. Liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine, Nga vừa ra một tuyên bố gây chấn động khi công bố rằng họ đang ở trong tình trạng chiến tranh với Ukraine, đồng nghĩa với việc Moscow đã nâng mức ngôn ngữ chính thức để mô tả cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm này. Được biết, ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, Nga đã mô tả cuộc tấn công quân sự vào Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời cấm các phương tiện truyền thông sử dụng từ chiến tranh. Thậm chí, Nga cũng từng nhấn mạnh sẽ truy tố mọi nhà vận động chống lại chiến dịch này nếu sử dụng từ chiến tranh để mô tả các hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố: "Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Đúng, nó khởi đầu như một hoạt động quân sự đặc biệt, nhưng ngay khi tập thể các quốc gia phương Tây trở thành bên tham gia đứng về phía Ukraine, đối với chúng tôi, nó đã trở thành một cuộc chiến." Tổng thống Vladimir Putin trước đó cũng đã lên án rằng chính phương Tây phát động một cuộc chiến tổng hợp chống lại Moscow. Tại một diễn biến khác, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đặt tại Mỹ mới đây cho biết cuộc tấn công hàng loạt của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine không chỉ là để gây tổn hại vật chất mà còn nhằm mục đích làm suy yếu tiềm năng công nghiệp quốc phòng của đối thủ. Được biết, liên tiếp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 3 vừa qua, quân đội Nga đã thực hiện loạt cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đang tận dụng sự thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công mục tiêu vào hệ thống năng lượng của đối thủ. Được biết, hệ thống phòng không của Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi nguồn cung đạn dược từ Mỹ cùng các quốc gia phương Tây vẫn bị trì hoãn. Đáng chú ý, quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Kremenaya, Adivka, Donetsk và khu vực biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Zaporizhia trong bối cảnh các trận chiến giành vị trí đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tiếp tục với chiến sự ở dải Gaza, Nga và Trung Quốc mới đây đã cùng nhau phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất về xung đột ở dải Gaza, cho rằng nó không có áp lực đối với Israel. Theo ghi nhận, dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay.
trong đó lần đầu xuất hiện nội dung ủng hộ sự cấp thiết của lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, đồng thời lên án cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, dù văn kiện có đề cập đến khả năng thực thi lệnh ngừng bắn và việc trao trả con tin sau các cuộc đàm phán với sự hỗ trợ của Qatar, Mỹ và Ai Cập, nhưng lại không yêu cầu trực tiếp Israel chấm dứt các cuộc tấn công ở Gaza. Trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an, có 10 nước ủng hộ dự thảo nghị quyết, trong đó có Anh và Pháp. Guyana bỏ phiếu thắng trong khi Nga và Trung Quốc phản đối, dự thảo nghị quyết sau đó đã không được thông qua. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã chỉ trích Mỹ vì không hề làm gì để kiềm chế Israel, gọi đề xuất của Mỹ là hành động đạo đức giả điển hình. Ông Nebenzia, đại sứ Nga, mỉa mai rằng Mỹ chỉ nhắc tới lệnh ngừng bắn sau khi Gaza gần như đã bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất. Tương tự, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng dự thảo của Mỹ tránh vấn đề then chốt và không đưa ra lời giải pháp cụ thể cho việc thực thi lệnh ngừng bắn trong tương lai gần. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ hợp tác với Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để thuyết phục Nga và Trung Quốc ủng hộ một nghị quyết mới kêu gọi ngừng bắn tại Gaza. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng Mỹ vừa tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào 3 cơ sở lưu trữ vũ khí dưới lòng đất của phe Houthi tại Yemen. Theo ghi nhận, tuyên bố này được đưa ra vào sáng hôm qua ngày 23 tháng 3, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ, bảo đảm tự do hàng hải và tạo điều kiện an toàn hơn cho các tàu Mỹ và liên minh trên biển quốc tế. Thông cáo cũng cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy 4 chiếc máy bay không người lái tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhằm tự vệ. Trong thời gian tấn công, Houthi đã phóng 4 tên lửa đạn đạo chống hạm từ các khu vực của họ, nhưng không gây thiệt hại cho tàu Mỹ, liên minh hoặc tàu thương mại nào. Trong khi đó, ông Muhammad Ali al-Houthi, người đứng đầu Ủy ban Cách mạng tối cao của Houthi, đã chỉ trích những cuộc tấn công liều lĩnh của Mỹ và Anh vào Yemen. Hãng thông tấn Sabah do Houthi điều hành cho biết máy bay của Mỹ và Anh đã tiến hành 5 cuộc tấn công vào Hodeidah, một khu vực có cảng chính của Yemen. Thưa quý vị, vụ tấn công khủng bố kinh hoàng mới đây tại trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga đã gây chấn động mạnh mẽ trên toàn thế giới. Theo ghi nhận, vụ tấn công do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đứng đầu đã xảy ra vào tối ngày 22 tháng 3 giờ địa phương, khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng của sự thương tiếc và phẫn nộ. Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu-EU đã lên tiếng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm tối đa. Đồng thời, nhiều quốc gia như Anh, Ấn Độ, Mỹ cũng đã thể hiện sự phẫn nộ và đồng lòng đồng tình với Nga trong thời khắc đau buồn này. Những phản ứng này không chỉ thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, mà còn là một sự cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại bạo lực và khủng bố trên toàn thế giới. Truyền thông quốc tế đưa tin, những ngày gần đây, thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo lực ở mức độ chưa từng có, khi lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm có vũ trang liên tục đụng độ. Trong bối cảnh này, chương trình lương thực thế giới đã cảnh báo đỏ về tình trạng mất an ninh lương thực tại Haiti. Qua ước tính ban đầu, khoảng 4,97 triệu người dân trong tổng số 11,5 triệu dân của Haiti đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, trong đó có 1,64 triệu người ở mức độ khẩn cấp. Đáng chú ý, vùng thung lũng Antibonis được coi là vựa lương thực của đất nước lại đang bị các nhóm vũ trang chiếm giữ. Ngoài ra, các hoạt động nhân đạo ở Haiti đang thiếu kinh phí trầm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đánh chuông cảnh báo về tình hình sức khỏe và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince, nơi đã bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát. Trong khi đó, ngày càng nhiều người Haiti phải chạy trốn bạo lực, nhưng bị các quốc gia láng giềng chặn lại trên đường di cư bất hợp pháp và gửi trả về quê hương. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn kêu gọi các quốc gia tạo điều kiện và tránh trục xuất người Haiti, nhấn mạnh rằng họ có thể cần quốc tế bảo vệ, đặc biệt là trước nguy cơ từ các nhóm vũ trang và tình hình khó khăn tại Haiti. Và vừa rồi là những tin tức trên thế giới. Tiếp theo đây, xin mời quý vị lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ. Xin chào quý vị. Hôm nay quý vị hãy cùng Hà Ngân tìm hiểu vì sao bỏ ác theo thiện lại liên tiếp gặp phải chuyện không may. Tại sao người xưa lại có câu người lương thiện gặp nhiều trắc trở, người tốt không sống lâu? Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn một chút gợi ý. Những năm cuối của triều đại nhà Thanh, tại phía đông biên giới Lưu Long có một lão viên ngoại tên là Triệu Đức Phương, gia cảnh vô cùng giàu có, của cải lương thực chất đầy kho. Hai vợ chồng Triệu Đức Phương sinh được 3 người con trai, đều đã yên bề gia thất, cuộc sống gia đình ấm êm và sung túc. Năm Triệu Đức Phương 60 tuổi, ông đã kể cho 3 người con nghe về bí mật của mình.
Ông nói bản thân trước kia đã dùng một chiếc cân chứa đầy chì. Chiếc cân này có thể tăng giảm trọng lượng của bất cứ món đồ nào tùy theo ý mình. Ông đã dùng nó để lừa gạt rất nhiều người. Ông đã kiếm được những đồng tiền bất chính từ chiếc cân này. Ông còn từng hại chết một người bán bông vải và một người bán dược liệu. Những người bị ông lừa gạt nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Giờ đây, ông thấy rất hối hận, cắn rứt lương tâm vì đã giở trò lừa bịp những thương nhân kia, lúc nào cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy nên ông kể ra bí mật này và quyết định không dùng chiếc cân kia nữa, đồng thời làm thật nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Liên tiếp mất 3 người con trai chỉ trong vòng 1 tháng, từ khi bắt đầu sửa chữa sai lầm, giúp đỡ những người khó khăn, Triệu Đức Phương thấy được sự nghèo khó cơ cực của người dân, lại càng muốn làm nhiều việc thiện hơn nữa. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, tưởng như ác nghiệp gây ra năm nào đã được trả hết, thì Triệu Đức Phương lại liên tiếp gặp việc không hay. Người con trai trưởng của ông khi ấy bỗng lâm bệnh nặng qua đời. Vợ của người con trưởng này chẳng mang đến gia đình nhà chồng mà tái giá liền sau đó. Chưa hết đau lòng, vì sự ra đi đột ngột của con trưởng thì đứa con thứ hai của Triệu Đức Phương cũng mắc bạo bệnh rồi mất. Người con dâu thứ hai cũng tái giá. Sau đó, Triệu Đức Phương lại nghe tin dữ, đứa con trai cuối cùng của ông cũng mắc bạo bệnh rồi chết. Người con dâu thứ ba vì đang mang thai nên không thể tái giá. Và tất cả những việc này chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng. Trong nhà liên tục gặp tang sự khiến cho Triệu Đức Phương rất khổ sở. Ông không rõ vì sao trước kia làm chuyện xấu thì con cháu đủ đầy, phát tài giàu có. Đến khi ông tích cực làm việc thiện thì lại gặp phải toàn điều xui xẻo. Chính vì vậy mà ông đâm ra hoài nghi, không rõ nhân quả báo ứng liệu có phải là thật không. Con dâu khó sinh, không lâu sau đó, người con dâu thứ ba của Triệu Đức Phương có biểu hiện chuyển dạ, sắp sinh, nhưng liên tiếp 3 ngày 3 đêm vẫn không sinh được con. Rất nhiều bà đỡ được mời đến đều thở dài, lắc đầu bỏ đi khiến Triệu Đức Phương vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, có một vị hòa thượng trên đường Vân Du đến trước cửa phủ xin khất thực. Nghe được việc này liền nói, có thuốc hay giúp việc sinh nở dễ dàng, chỉ cần người con dâu kia ăn hết chỗ thuốc, cam đoan sẽ sinh ngay lập tức. Triệu Đức Phương nghe vậy vội vàng cung kính cho mời hòa thượng vào thư phòng. Người con dâu thứ ba sau khi ăn hết chỗ thuốc hòa thượng đưa, quả nhiên sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Triệu Đức Phương nghe nói con dâu sinh được cháu đích tôn, vô cùng vui mừng, biết ơn hòa thượng vô cùng, liền sai người bày tiệc để cảm tạ hòa thượng. Trong bữa tiệc, lão viên ngoại hỏi hòa thượng vì cớ gì ông bỏ ác theo thiện mà gia đình lại liên tục gặp điều xui quẩy. Hòa thượng nghe xong cười nói, thiện ác hữu báo quả thực như hình với bóng, một chút xíu cũng không sai. Tôi cho ông biết, con trai trưởng của ông thực chất chính là người thương nhân bán thuốc bị ông hại chết. Người này đầu thai vào nhà ông vì muốn trả mối thù cũ. Đứa con trai thứ hai chính là thương nhân bán vải bông bị ông hại chết, chuyển sinh đến nhà ông với mục đích khiến ông phải khuynh gia bại sản. Còn đứa con trai thứ ba cũng là người mà trước đây ông thiếu nợ, khoản nợ này tạo thành nghiệt duyên, nó vốn muốn ông gặp đại họa mà cuối cùng sẽ khiến ông ốm đau cùng cực và chết trong đói khát. Nhưng vì ông bỏ ác hướng thiện nên đã cải biến vận mệnh của mình. Thần từ bi với ông, lần lượt để 3 người con trai của ông rời đi, ông lúc này mới có thể gặp sự hóa lành. Hiện tại nghiệp báo của ông đã xong xuôi, đứa cháu này của ông tương lai có thể giúp ông làm rạng rỡ tổ tông, thay đổi địa vị. Đây là do ông làm việc thiện tích đức mà đắc được phúc báo. Triệu Đức Phương nghe xong, như tỉnh khỏi giấc mộng, càng thêm tin vào thiện ác hữu báo. Lúc này, vị hòa thượng lại hỏi, ông có biết chiếc cân vì sao lại dùng là 16 lạng không? 16 lạng này đại biểu cho bắc đầu thất tinh, nam đầu lục tinh và phúc lộc thọ tam tinh, cộng tất cả lại vừa đúng là 16 ngôi sao. Vậy nên, ông cân thiếu của người khác 1 lạng sẽ tổn hại phúc, cân thiếu 2 lạng sẽ tổn hại lộc, cân thiếu 3 lạng sẽ hao tổn thọ mệnh. Ông cân cho người khác càng ít, tổn hại chính mình lại càng nhiều. Ông thử nghĩ lại xem, với chiếc cân ấy, ông đã tạo ra bao nhiêu tội nghiệp rồi. Triệu Đức Phương nghe xong, mồ hôi lạnh toát ra ướt hết cả lưng áo, run rẩy không thôi, sợ hãi vô cùng. Ông một lần nữa cảm tạ sự chỉ dạy của vị hòa thượng. Và qua câu chuyện trên, chúng ta mới thấy rằng nhân quả có thật, thiện ác hữu báo, nên sống chân thành và thiện lương là cách đúng đắn nhất để có được phúc báo cho chính bản thân mình. Và ngày hôm nay, chúng tôi, những người làm chương trình rất vui khi được giới thiệu với quý vị một phương pháp để luôn bảo trì thiện niệm trong tâm, sức khỏe chúng ta còn ngày một tốt hơn. Theo như trải nghiệm của hàng trăm triệu người trên thế giới, luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn là một phương pháp đã được khoa học chứng minh là hiệu quả tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, phù hợp nhiều lứa tuổi. Khác với các bài thể dục thông thường chỉ tập trung vào các bài tập,
Môn khí công này dạy người thực hành đề cao tâm tính, lấy nguyên lý chân, thiện, nhẫn làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Các học viên cho biết, những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Các bài công pháp đứng đã giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu, đây sẽ trở thành một giải pháp giúp quý vị bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi về sau. Và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những vấn đề nóng hổi sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức cũng như phần nhân sinh ý nghĩa mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.